Mình lại đi thăm mấy cái khu trang trại này mọi người. Điên gì? Trang trại này nó rất là nhiều rắn cả nhà này. Vừa mình này thăm được con này. Chắc không lắm nặng. Nó chui trong này nở này. Con đầu tiên cả nhà nhé. Đây mình có đấy một cái mọi người này. Giờ mình vào xem có gì không. Đấy cái dãy bờ gạch này. Hy vọng có rắn hổ mang to này. Đây ở đây mình có đánh cái nhà. Không biết là có gì không. Đây cả nhà. Nhỏ này. À có một con bé bé này. Con này nhỏ đấy. Con này 3 lát. Đây là con nữa này. 2 con này. Đây này có một em vào cắn chết mồi. Bé tẹo vào đầu ra như một cái bẫy. Hôm nay mà động vào em đang cáu thì em bọc trên không trượt phát này. Nhà này cái gọi kìa. À. À, được một con rắn ráo. Cái màu đen rắn ráo. Nhỏ đấy. Chắc là 2 lạng cũng vào đấy nhé. Để nọ mình vất con ngoé vào thì nó thấy con ngoé thì nó chui nó ăn. Thành quả của mình đây. Hôm nay được một con này. Một con hổ mang nhỏ này. Một con rắn ráo này. Đây một con hổ mang nữa. Con này thò đầu ra ngoài. Cảnh báo sự nguy hiểm này. Đây con này nữa này. Đây là một con nữa này. Đây một con nữa, tất cả 1, 2, 3, được 4, 5 con cả nhà nhé.